mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Côn Lôn Kiếm để xem sức mạnh của Côn Lôn Kiếm trong game Kiếm Thế Origin. Thật sự nó như thế nào, nó có thật sự nó rất là mạnh hay là như thế nào theo như đồn thoại đoán của anh em nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chơi chiêu búp để cho chúng ta có được cái lượng chống chịu tốt, và chúng ta sẽ chơi chiêu số 3. Chiêu số 3 của chúng ta sẽ là một cái chiêu nó giật xét theo cái dạng mà nó chọn ngẫu nhiên mục tiêu. Và anh em có thể nhìn thấy là hiện tại chúng ta đang kiếm một cái góc đông người để cho chúng ta có thể là gây ra một lượng đam lớn. Rồi chúng ta giật xét này, bốn mạng đã bị chết dưới tay cua, gớm cho anh em phải trưởng thiệt. Và hiện tại là anh em có thể nhìn thấy là cua đang cầm mạng của anh Mr. Quậy City. Chúng ta bắt đầu chơi chiêu số 1, số 3 chứ quên, chơi chiêu số 3. Và chúng ta đã tiếp tục gây ra một lượng đam rất là lớn luôn, phải trưởng chưa anh em, gây gớm chưa. Đâu đánh xa anh em, cua thấy đánh khá là xa nha cái con này. Rồi chúng ta, anh em thấy là mình nếu như mà mình đứng ngay góc kẹt á thì khả năng là chúng ta sẽ bị mít chiêu rất là nhiều. Thằng cung lôn này thì mình thấy là rất là trâu luôn á, nãy giờ là mình không có chịu bị cái gì hết trơn á anh em, máu mình vẫn bơm phà luôn, không có hề hứng gì luôn. Chơi chiêu số 3 thì nó sẽ, rồi vừa mới nói chết ngắt luôn vãi nồi. Chơi chiêu số 3 thì anh em sẽ chọn hên xui, nó sẽ chọn ngẫu nhiên những người chơi nào đó đó, xong rồi nó sẽ giật đam của chiêu số 3. Anh em có thể nhìn thấy mình mới tăng 12 điểm thôi, đam là 700+% rồi, gỡ một cái chiêu này là một trong những cái chiêu mà giúp cho con cung lôn nó có thể nó kết thúc đối phương, nó giết người thêm đồ này nọ cái kiểu anh em ạ, rất là khủng khiếp đó, giật đam các kiểu, giết người các thứ. Đánh thường thì của con cung lôn kiếm nó là một chiêu đánh một lần và nó gây ra một lần đam thôi, nó không có gây ra liên tục như các phái khác. Giật đam tiếp đó, những anh em nào mà yếu là vô đây là chỉ có chết thôi đó mọi người, rất là khủng khiếp luôn. Quăng cái lóc, quăng cái lóc thì hiện tại là chưa dính ai. Chạy anh chạy. Búp lên cái kháng, cái chiều số 2 của chúng ta búp lên sẽ được tăng kháng. Rồi tiếp tục chơi chiều số 3 và hên xui nó sẽ giật đam vô những nhân vật khác, và nhân vật khác mà yếu một cái là lên được luôn. Đó, đẩy chiều cuối các kiểu, bên kia nó đồng quá anh em ơi. Hiện tại chúng ta đang hạng 2, đang thua anh cung lôn. Ồ, ông kia cũng ghê gớm nha. Ông kia sao giết người ít nhưng mà điểm rất là cao luôn mọi người. Mãi trưởng đam này. Đấy, giật liền anh em. Hay dạ, bình tĩnh anh trai, bình tĩnh nào anh trai. Thật là liền anh em, giết liền. Bạch công tử, anh này thấy cũng dữ dội lắm á, đánh cùng người gớm lắm à. Đó, búp cái chiêu số 3 lên để coi coi ăn may có chết ai hay không. Không chết ai thì chúng ta chạy cả tiếp ra ngoài, chúng ta sẽ bấm chiêu tiếp. Anh em có thể nhìn thấy bạch công tử chơi môn phái đồng thị kiếm dữ dội ha. Này là canh anh nào yếu máu mà chúng ta chơi chiêu số 3 mới khả năng là giết người được anh em ạ. Chứ những đối phương khác mà đầy cây cái kiểu là mình khó có thể nào mình kết thúc người ta. Mùi mùi ghê à, tự nhiên đụng cái mình chết luôn. Cái anh cha đó là phải nào thế, mùi mùi. Thường thường là mấy ông đó là mấy ông núp ghê lắm, núp và gây ra một cái lượng đam bất ngờ cho chúng ta. Ghê vậy ta, dữ dội vậy anh trai. Tiếp tục chúng ta búp. Ban đầu thì anh em thấy là mình không có nhiều điểm nên là cái việc mà tăng chiêu sẽ rất là hạn chế. Có chiêu chúng ta cần tăng và có chiêu chúng ta phải bắt buộc là cắn răng chịu đựng không tăng, và có những cái chiêu mà nó không có cần thiết để cho chúng ta phí cái điểm để chúng ta tăng. Nên là cái việc mà tăng chiêu để cho chúng ta có thể giết người được nhiều này, cái kiểu nào đồ này nọ đó, thì đòi hỏi anh em phải có một cái sự trải nghiệm game. Thì đó thực sự là không có một cái cách tăng như thế nào là 100% là đúng, quan trọng là cái cách BK của anh em kìa. Anh em tăng theo cái cách BK của anh em. Nhờ anh em thấy là trong giao tranh tổng anh em giết được nhiều người với cách tăng đó là ok.
cái chiêu số 4 cô thấy nó cũng đâm to phết anh em ạ. Ôi, bị hút lại. Giờ chúng ta giật xiết. Đó, giật trúng ai thì trúng, không trúng thì thôi. Mà hình như là hơi bị lỗi nhẹ. Tại vì mình chơi cái chiêu số 3 là mình chơi chiêu ra rồi, nhưng mà những người kia mình không thấy bị hơi hứng gì cả. Đó, bây giờ bắt đầu giật xếp tiếp. Đó, giật tiếp tục, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy có một cái sự gì đó mà quá dữ dội. Nhưng mà chúng ta cũng đã giết được một vài mạng đúng không? Lên hạng nhất rồi nè, ngon lành liền anh em, quá dữ. Phe của chúng ta hiện tại là đang ép phe bên kia rất là nhiều luôn á. Rồi chúng ta chạy vào quăng chiêu, coi bị hốt không? Chưa ai bị hốt cả anh em ạ. Những chưa ai bị dính chiêu thứ ba của chúng ta. Và anh em có thể nhìn thấy là theo như mình cảm nhận á, này cái con côn lôn này nó đánh rất là xa, côn lôn kiếm đánh rất là xa luôn á anh em, đánh rất là xa. Giật xét tiếp nè, nhảy khinh công cái kiểu không được, côn lôn mình đánh rất là xa nha anh em. Thấy là hồi nãy mình đứng ở giữa mà mình chơi đến cái góc này luôn. Thật sự là để có thể mà focus xa như vậy thì đòi hỏi anh em phải có nếu như cái môn phái của anh em mà như vậy á, đánh xa như vậy anh em tăng đánh thường cũng ngọt hết luôn á anh em. Đây cái game này anh em tăng càng nhiều đánh thường thì khả năng khống chế của anh em sẽ càng cao. Bụp lên. Ồ, anh võ đàn bên kia anh đã gây ra một lượng đam rất là lớn luôn, quét bên kia kinh khủng luôn á anh em ạ. Còn đoàn thị kìa, anh em thấy đoàn thị rất là trâu, bạch công tử rất là trâu luôn á. Cái chiêu số 3 thì mình thấy là nó khá là khó để thi triển ra. Không, chiêu đánh thường thì xa nha, chiêu đánh thường xa lắm á. Scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh,
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.